Kính chào các bạn. Thì sau bao nhiêu ngày tháng thì chờ đợi và tuyển chọn thì hôm nay mình mới vừa lấy về được một con xe điện mini. Xe này thì ở bên Nhật thì mình xem trên các cái video á, thì nó giới thiệu không phải xe này dành cho người già, người tàn tật, người khuyết tật đồ dùng không đâu các bạn nha. Nó cấp rất là nhiều, nó sử dụng rất nhiều, thí dụ như là cũng cho trẻ em đồ chơi, cho các cái thẻ cho trẻ em đồ chạy có, và nó được một cái cục an toàn của Mỹ được cấp cho nó chứng nhận nè, an toàn về xe điện đó. Thì con thành thử ra là bây giờ là sau khi mà người ta biết vậy thì ở Việt Nam mình bây giờ những người có tiền họ cũng vẫn mua những chiếc xe này về cho con trẻ đồ nó chơi, nó cũng hay đó, rất là VIP. Thì đây là con Kubota, đây là một con Kubota là còn rất mới các bạn nha. Theo như mình đánh giá nó còn mới, cho nó là 90% đi, 90% là cũng quá mức rồi ha. Các bạn thấy con ốc nè của nó nè, đồ còn sáng giới đó. Thì đây các cái chốt nè, các cái chốt đồ nè nó còn sáng trưng luôn, về mình không rửa không gì hết nha, vỏ đồ bánh đồ nè thấy còn mới ten ha. Xách ra mình mua về là trước tiên mình trải nghiệm rồi cho mấy nhóc đồ chạy thử đã đời, xong rồi bắt đầu mình quay lên. Thì nếu mà anh em nào thích thì mình sẽ để lại. Thì cái con này thì giá của nó không dưới 15 triệu, mình nói trước như vậy luôn cho các bạn nghe nha. Cái con này á, về cái vấn đề mà nó, về cái đặc điểm mà cái độ VIP của nó, cái độ VIP nó cực VIP. Không những nó mới mà nó VIP đó. Không những nó đã mới mà nó còn VIP nữa các bạn. Các bạn thấy không? Nè, mình nói độ mới nó trước đi. Đây, thấy không? Các bạn thấy không? Những con ốc nó còn chấm sơn nè. Nó zin từ Nhật về luôn đó. Đó, những ốc sáng giới còn chấm sơn. Mình nói là 90% nhưng mà phải trên cái mức đó. Thì trên đường mà vận chuyển từ Nhật về thì nó có hơi bị trầy trầy sơ tí xíu, nhưng mà cũng không sao. Đây, nè các bạn thấy không? Nè, con ốc của nó cũng còn phết cái sơn nè. Nó còn sáng giới, còn phết cái sơn, cái phe nè. Sáng trắng luôn nè, nè đó, tất cả nè, ốc ác đồ nè. Còn mới xe này đặt, mình đặt từ bên Nhật về luôn nè. Đó, rất là đẹp. Thì ở đây thì cái yên, cái ghế của nó là nó xoay được, nó xoay được và nó kéo tới kéo lui được luôn các bạn nha. Nó kéo, ngoài ra nó còn kéo tới kéo lui được luôn. Và ở đây á, ở đây là nó có một cái cần này á, là các bạn biết để làm gì không? Cái cần này là để mình mở cái lốc kê. Thí dụ như bây giờ nó đang lốc kê như vậy nè, không cách nào mình đẩy được nè, đúng không? Thì mình dỡ này lên nè, dỡ này lên. Các bạn thấy cái yên của nó này, nó thiết kế nè, đó, đã đời chất lượng không? Thì mình mới kéo thằng này lên, kéo lốc kê này lên, kéo lên thì mình sẽ đẩy cái xe được. Đó, mình sẽ đẩy xe được ha, sẽ đẩy thoải mái. Rồi khi mà mình xuống mình chạy á thì mình trả nó về, mình trả nó xuống, xuống lại là nó sẽ lốc kê xe lại. Đó, nó là như vậy nha. Rồi mình sẽ nói về cái VIP của xe này nha. Đây, VIP của xe này để mình nói cho các bạn nghe. Bạn thấy chìa khóa không? Nè, sáng giới nè. VIP của xe này, mình bật chìa khóa lên đây thì ở đây nó dùng cái màn hình điện tử ha, dùng màn hình. Thì con này cái dòng điện của nó là có 12V. À, ủa sao nó có nguồn ra 12V đây ta? À đây, nó có, đây nó có một cái nguồn để mình có thể cắm vô đây. Mình cắm đồ sạc hoặc là cắm đồ mồi thuốc hay gì ngay đây là được. Đó, lỗ cắm như lỗ cắm của xe hơi vậy. Thì nó chạy maximum là 6 km. Đặc biệt như vậy, ví dụ như bây giờ các bạn bẻ cua như vậy,
bẻ tay lái, có nghĩa là mình bẻ cua qua thì đèn nó sẽ tự động nó chớp, nó báo chớp và nó giảm tốc độ xe lại. Rồi khi mình trả lại là sẽ ngắt. Về bên kia cũng vậy đó, về bên kia cũng vậy đó, thì khi mà nó mình trả lại thì nó sẽ ngắt đó. Rồi ở đây nó có một cái thắng lóc kê ha, đây lóc kê đó, lóc kê thắng lại. Rồi đây là đèn, đèn báo là chạy ưu tiên nè, đèn báo ưu tiên. Rồi ngắt ưu tiên đi. Ở đây là đèn trước nè đó, đây là đèn pha trước nè đó, đây là đèn pha trước, sử dụng trên cái hệ thống hoàn toàn bằng điện tử hết nha. Đó rồi, rồi ở đây là nút kèn, đây là xi nhan, xi nhan bên phải bên trái nha. Đó rồi, xi nhan bên phải đó. Và đặc biệt cái xe này mình thấy rất là ít hao bình nha, hao bình. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem ha. Thì khi mà chạy á, thí dụ như ta nhấn tới, nhấn đây là nút tới nè, nhấn đây là nút ve đó, ve nó sẽ báo một cái tín hiệu cảnh báo và nó chớp đèn, rồi mình ve lại. Thí dụ mình ve ve chậm là mình vặn ve đây lại chậm, mình ve nhanh thì mình vặn lên, còn tới cũng vậy đó. Đó khi mình qua cua nó giảm tua và nó giảm tốc độ chạy và nó sẽ báo đèn đó. Rồi thí dụ mình qua cua nè đó, thấy không nè, thấy không, nó sẽ giảm tốc độ và nó báo đèn đó. Rồi mình ve lại cái xe này á, cái điều kiện cua của nó, cua rất là lớn. Ví dụ cái đường nhỏ xíu vậy thôi, mình cua cho các bạn xem, mình xoay đầu luôn nè, thấy không. Đó. Rất là an toàn ha. Đó. Ha. Rồi. Ừ. Hai cần thì mình bóp bên nào thì nó cũng là chạy bình thường vậy thôi. Rồi bây giờ mình xem kỹ lại chiếc xe ha. Đây là táp lô của nó nè. Đây là một cái tờ giấy nó báo, nó hướng dẫn cho mình là thắng lốc kê nè ha. Đây tắp lô. Rồi bật tắp lô lên. Khi mình sạc bình thì nó sẽ báo cho mình cái mức sạc ha. Còn mức pin, đây là mức pin của nó đang còn rất là mạnh luôn. Con này nó sạc thì cái dòng điện của nó là 100V các bạn nha. Muốn xài nó phải dùng một cái, muốn sạc nó phải dùng một cái đảo điện. Đảo điện đó thì ở trên Lazada đồ này nọ có bán đầy, thì các bạn mua cái ampe lớn lớn chút xíu, thì các bạn mua cái thứ mà biến áp tự ngẫu của thằng gì cô gì đó, nó bán đầy Lidaco kiếp gì đó, của hãng, của hãng xịn á, nó có mấy trăm ngàn cái thôi. Bạn mua cái cục đó về, các bạn cái đầu mà ở đầu vô á, cái đầu mà đầu ra của nó là 100V thì các bạn sẽ cái đầu ra nó 220V. Ở đầu vô nó 220V, ra 100V. À đúng rồi, hình như vậy thì phải. Đúng. À 220 100V, ra 100V bán đầy các bạn. Nhiều lắm. Ở trên ấy tại vì nó sử dụng cho các cái hàng nội Nhật, nội địa của Nhật và một số nước đó. Đó. Thì ở đây thì nó là, ở đây nó có cái sợi dây để mình cắm sạc, mình kéo đây mình cắm sạc đây đó, khi mình ấy thì mình thả một cái là nó sẽ đó, mình buông nhẹ là nó chạy về, khi mình kéo ra mình giật như vậy, mình để như vậy thì nó sẽ nằm lại nè, còn khi mà mình thả nhẹ về nó sẽ về. Thì đây nó báo là 100V đó, mình sạc thử thì sạc thì ok, đầy bình hết rồi đó. Đây là ký hiệu, này là cái ký hiệu của cái an toàn này, cái báo là cái xe đã đăng kiểm an toàn nè ha. Đó đây các bạn ngó cái bánh của nó nè, những cái bánh nó còn mới tinh ha, còn gai rồi luôn
Đó, con này thì nó nằm ở khoảng 99%, và cái giá của nó là không dưới 15 triệu. Mình sẽ không có báo giá chi tiết ở trong đó, nhưng mà mình chỉ nói là nó không dưới 15 triệu để các bạn có thể là có nhiều bạn hỏi cái xe có mấy triệu đô ra các bạn. Đó. Nói mới đẹp tuyệt vời. Cái này là cả hàng, nói về cả hàng nghìn cái mới có được một chiếc, mới có được một chiếc mà đẹp vậy, hàng nội địa Nhật nước ngoài. Thì cái xe này nếu mà nó mà mới như vậy ở bên Nhật á, nếu mà nó mới á, thì cái giá mà của nó là mình coi ở trong mạng là nó giá của nó là trên 70 triệu một chiếc bên Nhật, là chiếc mới á. Còn xe cũ thì mình mua thì mình chỉ bán giá nó rẻ thôi, chứ không có bán, chứ nó không, không mình nói là để mình nói là cái xe mà xe mới á, thì giá nó vậy. Con này mình bán thì không dưới 15 triệu, mình nói thẳng luôn. Rồi. Mới đẹp vô biên ha. Các dấu mà chấm sơn nè, các dấu chấm sơn đồ là vẫn còn hết. Đó, vẫn còn hết. Các dấu chấm sơn, chấm bánh. À, đây, cho coi luôn cái dàn láp dưới nè, các cái dấu chấm sơn đồ còn nè, các bạn thấy không? Motor nè, láp nè, còn mới ten nè, đen thui mới ten nè, tất cả mọi cái đều còn rất là mới luôn. Rồi, tuyệt thì kim vời ha. Rồi, bạn nào mà muốn mua con này á, muốn sở hữu con này thì alo cho mình. Nói chung mình mua về chơi, cái tính mình hay mua về chơi lắm, chơi rồi. Nhưng mà cái chiếc này á, thì mình lấy về thật sự ra nó cái giá nó cao, mà bà xã mình bà nói chơi thì chơi một chiếc thôi, chơi hai chiếc, cái chiếc giá nó cao, bà nhằn. Đây là chiếc cũ của mình đang chơi nè. Đó. Chiếc Suzuki nè, chiếc này thì để chơi. Giá của nó rẻ hơn, để chơi không có bán. Đó. Đây con Suzuki nè, cũng là thuộc về hàng VIP chứ không phải hàng thường đâu. Cái xe này thì ở bên nước ngoài là cấp cho trẻ em ở trên cái bãi biển chơi nè, có hai đứa nhỏ nè. Thấy không? Bãi biển Okinawa, Nawa gì đó. Đây. Rồi, bạn nào mà muốn sở hữu thì alo cho mình nha. Rồi, mình chào bạn.